Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Mạnh Quỳnh được đài Mỹ phỏng vấn nhắc đến các con nuôi của cụ ca sĩ Phi Nhung. Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân, Mạnh Quỳnh đăng tải video đến thăm nhà một người bạn, người Việt định cư ở Mỹ. Nhà khu này khá đắt và đẹp nhưng người Việt ở Mỹ lại sở hữu khá nhiều, chứng tỏ người Việt làm ăn rất tốt và có tích lũy. Căn nhà anh bạn tôi đang ở phải từ 3 triệu đến 3,5 triệu đô. Đa số các căn khác cũng tầm tiền đó. Anh bạn tôi làm ăn thành đạt nên giàu có. Hôm nay anh ấy sung hẳn, chiêu xe tổng thống để chở tôi đi xem bóng đá. Anh ấy sở hữu rất nhiều siêu xe đắt tiền và luôn dạy tôi là ở đất này. Nếu như không sa đà ăn chơi, chỉ tập trung làm ăn thì tiền của rất dư giả. Giọng ca căn nhà màu tím được người bạn mời đi xem bóng đá chi hẳn 30.000 USD để ngồi phòng VIP. Mạnh Quỳnh cho biết đây là lần đầu tiên đi xem một trận bóng đá ở Mỹ. Lần đầu tiên, Mạnh Quỳnh đi xem một trận bóng đá ở Mỹ luôn, quả đông và rất to. Hôm nay Mạnh Quỳnh sẽ ngồi xem bóng đá live. Mình vào phòng VIP để xem, không ngồi ngoài sân như mọi người đâu ạ. Trong phòng VIP có đồ ăn, toàn bộ đồ dùng đều đặc biệt. Đến muỗng cũng mạ vàng, lần đầu tôi được trải nghiệm đi xem bóng đá như thế này. Xem xong là ra về, Mạnh Quỳnh bất ngờ được một người đài truyền hình ở Mỹ phỏng vấn, nam ca sĩ tự tin trả lời, phỏng vấn rất sung sướng. Hôm nay anh em chúng tôi được đài Mỹ phỏng vấn, không biết họ là đài gì nhưng cứ được mời là vui rồi. Trên đường về, Mạnh Quỳnh cùng người bạn trò chuyện về bạn bè, đồng nghiệp và nhắc đến cố ca sĩ Phi Nhung. Người bạn này nói, Phi Nhung có 2-3 đứa con đúng không? Anh nghĩ các cháu cần tình thương như người cha mẹ thực sự. Ai nói rằng tôi lo hết? Đương nhiên, lo thì dễ rồi, còn tình thương như cha mẹ mới quan trọng. Nếu người thân Phi Nhung đồng ý, tôi xin nhận nuôi một bé gái, đưa qua Mỹ và thương như con ruột của mình cho cháu học hành trong khu đất đỏ tốt nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.